Cô được biết đến như thánh nữ trong làng JAV của Nhật Bản, vì sự nghiệp có nhiều thành tựu, vóc dáng cực sexy khiến cho các đấng mày râu phải đảo điên. Megu Fujiura là ai? Cô là một trong những nữ diễn viên JAV nổi tiếng của Nhật Bản. Megu Fujiura bao nhiêu tuổi? Nữ idol hiện tại được 31 tuổi. Megu Fujiura sinh ngày mấy? Cô sinh ngày 4 tháng 5 năm 1989. Megu Fujiura bắt đầu sự nghiệp khi nào? Nữ diễn viên bắt đầu từ năm 2007, hiện tại. Megu Fujiura sinh ra tại đâu? Cô sinh ra tại Tokyo, Nhật Bản. Megu Fujiura cao mét bao nhiêu? Nữ idol cao 1m61. Megu Fujiura và cân nặng hiện tại. Cô nặng khoảng 53kg. Megu Fujiura và số đo 3 vòng. Nữ diễn viên có số đo lần lượt là 1035885. Megu Fujiura và sự nghiệp. Để giải đáp thắc mắc của các bạn về câu hỏi Megu Fujiura là ai, xin giải đáp rằng diễn viên nổi tiếng Megu Fujiura, tiếng Nhật, viết tắt chính là Meguri, là một cựu người mẫu gravure chuyên chụp áo tắm, bikini hoặc khỏa thân, và sau đó là một diễn viên phim khiêu dâm của Nhật. Những bộ phim 18+ mà Megu Fujiura đóng buộc phải đề cập công nghệ của cô cực kỳ điêu luyện, những màn thổi kèn, BG, HG cực đã mắt biểu thị sự chuyên nghiệp trong từng vai diễn. Megu Fujiura tham gia điện ảnh phim Người Lớn vào năm 2015, dù vẫn còn ít kinh nghiệm hơn nhiều chị em trong ngành, nhưng bù lại cô lại mang thân hình cùng khuôn mặt vạn người mê làm, cho phim sách của Megu Fujiura càng vươn lên là ăn khách, số lượng người theo dõi cô trên những trang cá nhân. Đặc biệt sở hữu những bộ phim không che của Megu Fujiura lại càng làm cho người xem trở thành phấn kích. Video đầu tay của cô ra mắt vào năm 2007 là thể loại video bán nút. Trong ngày đầu tiên lên kệ, cô đã bán được hơn 1.000 bản CD, một con số rất ấn tượng. Megu Fujiura và tuyên bố về đàn ông Việt nhờ biểu cảm sắc thái đạt cảnh giới giúp người xem đạt khoái cảm của mình. Nữ diễn viên JAV Megu Fujiura được coi là nàng thơ với cánh mày râu Nhật Bản. Mặc dù tuổi tác đã bước sang 30 nhưng cô nàng sở hữu gương mặt không tuổi xinh đẹp, thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó cũng là lý do khiến các chàng trai luôn tương tư về cô nàng này. Với số đo 3 vòng 90-63-88 cùng với kỹ thuật diễn xuất điêu luyện, Megu Fujiura đã đốn ngã hàng triệu trái tim của cánh đàn ông trên thế giới. Cô thường được nhắc đến kèm với biệt hiệu thánh nữ. Với phát ngôn gây sốc không đàn ông Việt nào chịu nổi tôi quá 10 phút, cô đã làm cho cộng đồng mạng Việt Nam dậy sóng, nhất là cánh đàn ông Việt. Theo thông tin được biết, thì cô từng có ý định đến Việt Nam để giao lưu cùng người hâm mộ, nhưng do các vấn đề sức khỏe, cũng như lịch trình bận rộn nên cô không thể ghé thăm đất nước này. Được đào tạo kỹ lưỡng, nên Megu luôn được nhiếp ảnh gia khen về khả năng tạo dáng chụp ảnh bikini nóng bỏng cho tạp chí. Video đầu tay của Megu ra mắt vào năm 2007 là thể loại video bán nút và cô đã bán được 1.000 bản CD trong ngày đầu ra mắt, một con số cực kỳ ấn tượng. Năm 2010 Megu Fujiura tuyên bố giã từ sự nghiệp để tập trung cho kinh doanh đồ lót, thời trang nữ. Tuy nhiên vì bị cuốn hút bởi sự ủng hộ của lượng lớn fan hâm mộ, tiền tài, sự nổi tiếng cô đã nhanh chóng trở lại đóng phim JAV không che vào một năm sau đó. Nổi tiếng với tác phẩm Gangster của đạo diễn Koji Kawano.